Thưa quý vị, sáng nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã trao quyết định thành lập phân hiệu Trường Đại học Đông Á tại Đắk Lắk. Phân hiệu Trường Đại học Đông Á tại Đắk Lắk có diện tích 10 ha, gồm 3 khu nhà với 115 phòng học lý thuyết, 27 phòng thực hành chuyên môn. Quy mô đào tạo năm đầu tiên trong giai đoạn 2022-2030 của phân hiệu sẽ gồm 6 ngành quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn, quản trị lữ hành, công nghệ thực phẩm, điều dưỡng, công nghệ thông tin. Đây đều là các ngành học phù hợp với hướng xu hướng phát triển lâu dài tại vùng Tây Nguyên và cũng là các ngành đào tạo thế mạnh trong quy mô 36 ngành thuộc 9 nhóm ngành của nhà trường. Dịp này, các thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và tuyển dụng sinh viên cũng được ký kết chính thức giữa Đại học Đông Á và các doanh nghiệp và đơn vị đối tác.